Najib thừa nhận lỗi lầm quá khứ, có còn cơ hội quay đầu. Yêu rap, thích nhạc nhưng mãi chẳng nổi tiếng, đến khi vụt sáng cũng là lúc phải trả giá cho lỗi lầm. Cái giá này đắt quá, dường như chính Najib cũng chẳng thấy ngờ. Lời xin lỗi đã nói, sự ăn năn cũng đã có, liệu rằng còn cơ hội nào cho chàng rapper Gen Z tồn tại trong showbiz? Xuất thân từ giới underground, đã từng muốn bỏ nghề vì cảm quan của bản thân đi ngược với các đồng nghiệp. Najib như tìm được chân ái khi gia nhập tổ đội Gất Nang. Song nam rapper chỉ thật sự được biết đến khi tham gia show thực tế Hành Trình Rực Rỡ và đỉnh điểm của sự nổi tiếng là Anh Trai Say Hi. Tất cả sẽ thật đẹp nếu như đêm hôm ấy, chàng rapper Gen Z giữ được bình tĩnh để không khoe thành tích với mẹ trước hàng chục ngàn khán giả. Về việc được thôi học và theo đuổi đam mê, nhanh chóng xin lỗi dù vẫn gây tranh cãi, nhưng như đó chẳng là gì so với những gì Najib làm trong quá khứ, và cứ thế anh ngã quỵ bởi lỗi lầm của chính mình. Giữa muôn vàn lời lẽ nặng nề nhắm vào mình, Najib đã chính thức lên tiếng với sự hối lỗi từ tận đáy lòng vào giữa đêm. Xin chào mọi người, mình là Najib. Những ngày vừa qua, mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Najib nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học thích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Najib xin được gửi lời xin lỗi đến FC Najib vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều. Najib đã có những lời trách móc, không chấp nhận lời xin lỗi này, nhưng cũng có những người cảm thông cho tuổi trẻ sốc nổi của Najib. Quá khứ là điều không ai có thể chối bỏ, nhưng hiện tại và tương lai là những điều mới mẻ hơn. Mong mọi người hoan hỷ vì tuổi trẻ nông nổi của bạn ấy. Một bài học trưởng thành và thận trọng với lời nói của mình hơn. Najib ơi, cố lên! Cho dù lỗi lầm thực sự không thể biện minh, việc bản thân những khán giả đã thoát fan lại càng không thể quay lại ủng hộ. Nhưng vẫn mong nhìn thấy sự thay đổi từ bạn. Chúc hành trình sắp tới là một con đường tươi đẹp. Wish you best! Là lỗi của mình nên kết quả có ra sao cũng phải đón nhận điều đó. Nhưng không cơn bão nào là ở lại mãi mãi. Phải biết đi lên từ những đổ vỡ và phải biết rõ con đường mình sẽ đi từ hôm nay nha bé Gift. Mọi người đều đợi em trở lại. Keep going! Khi bạn nổi tiếng thì người ta bắt đầu đào bới quá khứ của bạn. Ai chả có quá khứ, nhưng đó cũng chỉ là nông nổi tuổi dậy thì nên có những phát ngôn không đúng mực. Đó cũng là bài học để trưởng thành. Cố lên em, chỉ cần em thay đổi và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng thì mọi người vẫn luôn yêu quý và ủng hộ em. Quá khứ là một điều gì đó không thể chối bỏ. Độ tuổi nổi loạn và mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi hoàn cảnh phát triển đều khác nhau. Ai cũng có những quá khứ đen tối của chính bản thân mình và những điều đó không thể nào xóa bỏ hoàn toàn. Trưởng thành là khi bản thân không chối bỏ quá khứ và cố gắng sửa sai ở thời điểm hiện tại. Mình là một người rất thích Najib về tính cách và cả con người. Có thể từ vụ khăn ướt hay học vấn từ quá khứ mà do thời điểm hiện tại bị đào lên, do anh trở nên nổi tiếng và từ từ được thêu dệt quá nhiều dị bản khác nhau như Diddy Việt Nam. Najib ủng hộ việc thức học, nhưng mỗi người mỗi tính cách phát triển. Có thể năm 2019 là năm Najib vẫn chưa hiểu rõ và định hướng được tương lai, vẫn còn ngông cuồng và rất nổi loạn. Nhưng một điều có thể thấy rõ, lúc anh ấy bắt đầu biết định hướng bản thân, tân trang bản thân, chỉnh chu hoàn hảo khi xuất hiện, thì đây chính là một Najib trưởng thành. Từ cách trả lời các cuộc phỏng vấn, tới cách xử lý và lên tiếng lập tức khi những drama liên tục và ngày càng nhiều phiên bản câu chuyện khác nhau. Có lẽ bản thân Najib đã quá hiểu rõ và đây là một bài học đắt giá cho những sai lầm tuổi trẻ, tuổi bồng bột. Cũng là một cách để Najib hiểu rõ ra những phát ngôn của bản thân bắt đầu có tầm ảnh hưởng như thế nào. Hai bài xin lỗi nhưng chẳng bài nào chối bỏ quá khứ. Đây là điều có lẽ mình rất rất thích ở Najib. Mong anh sẽ cố gắng vượt qua, tiếp tục vững lòng, tự tin để bước tiếp và hoàn thiện thật tốt bản thân mình nhé ạ. Vẫn rất vui vì mình chưa từng quay lưng với Najib, mong anh sẽ cố gắng. Đính chính lại mình không phải là người bên mù quáng, chuyện nào chuyện đó rõ ràng ạ. Việc hình ảnh bị gỡ ở các nhãn hàng và sắp tới đây, Najib chắc chắn phải chịu nhiều điều ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp. Nhưng việc chấm dứt tất cả ở tuổi 23 có phải quá gắt với chàng trai đang ấp ủ bao dự định, hoài bão về một vị trí trong showbiz Việt? Một bộ phận khán giả đã tự đặt câu hỏi này và họ mong muốn trao cho Najib một cơ hội quay đầu. Còn bạn thì sao? Quan điểm của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video này nha!